Really wanna show it if you're happy. You clap your hands. Hey. If you're happy and you know it, stomp your feet. Hup, hey! If you're happy and you know it, stomp your feet. Hup, hey! I don't. Hup, ah! Again, daddy, again. If you're happy and you know it, clap your hands. Giỏi quá! Đúng rồi, giỏi quá! If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. Ôi dồi, dục dàng giỏi quá, cậu quá luôn ấy. Trời, cười cười. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. Yeah, giỏi quá, giỏi quá. You know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. No, no more. Clap your hands. Gì con vỗ tay đi, con vỗ tay luôn rồi. Hiền sẽ làm cái món cá hồng hấp Hồng Kông các cả nhà. Ở đây Hiền chuẩn bị bỏ vào một miếng bột nêm và rượu. Bột nêm và một miếng rượu rượu của người Tàu các cả nhà. Hiền sẽ cho một miếng tiêu luôn. Sau đó thì mình sẽ xoa đều và đem đi hấp. Đây Hiền sẽ cho vô cái nồi này và đậy nắp lại hấp cho tới khi nào cá chín thì nghĩ chắc khoảng 10 tới 15 phút đó mọi người. Trong khi mà chờ cá chín thì Hiền sẽ đi hái một mớ hành để làm món này nè cả nhà ơi. Hiền mới hấp xong và đã chín rồi nè mọi người. Ở đây Hiền sẽ hâm nóng cỡ khoảng 3 muỗng canh dầu ăn để chuẩn bị rưới lên mình cá. Khi dầu ăn đang thật sự nóng đó mọi người, mình sẽ rưới lên mình cá đó. Mọi người có thể nghe tiếng xèo xèo của cả nhà nghe không? Đó, mình sẽ rưới lên hai mặt luôn. Ở đây Hiền có hành lá nè mọi người, hành tím nè, gừng và ớt. Ở đây là Hiền có hành tây, Hiền đã sắc sẵn hết rồi. Bây giờ mình chuẩn bị xào lên. Chảo dầu đã nóng, Hiền sẽ cho hành tím, gừng và ớt vô xào trước nha mọi người. Hành và các nguyên liệu đã thơm, Hiền sẽ cho nước dừa vô nha mọi người. Nếu như mà mọi người có nước hầm gà hay là hầm heo gì đó thì đều ngon, còn Hiền sẽ xài nước dừa hôm nay. Hiền sẽ cho cái mớ hành tây còn lại vô. Cho cỡ khoảng 50ml nước tương vô mọi người. Và cỡ khoảng 2 muỗng canh nước tương ngọt, một miếng bột nêm dằn vô một tí muối, và Hiền sẽ cho miếng đường vô, sau đó nêm theo khẩu vị gia đình của mình. Thêm một miếng rượu nấu ăn nha mọi người. Đây Hiền mua là rượu hoa, chắc là rượu mai quế lộ gì đó đó. Hiền mới vừa bỏ em cá vô thì mình sẽ nấu hai mặt để cho nó thấm hai mặt đó mọi người, là mình ra ăn được rồi. Xin chào mọi người, mọi người ơi, món cá đã xong rồi. Thì đây là Hiền có cái dĩa nè, cà phổi, xào với lá lốt và đậu bắp. Còn đây là cá hấp Hồng Kông. You want some sauce? Yes, please. Wow. Can't wait. So, Hong Kong steamed fish. Yeah. Whoa. First time you try it, right? Mm. Lần đầu anh xã Hiền ăn món này. Hiền rất là thích món này mọi người, không biết mọi người đã từng ăn món này chưa ha. Cái này là cá hồng biển. Wow, mọi người thấy không, hồi nãy mà cái lúc mà Hiền xối miếng dầu ăn nóng lên á là nó săn thịt cá lại vô cùng luôn. I get much fish. You can do it later.
Oh, spicy. Let's try this fish. Oh. Mmm. So what's your opinion on this dish? Xin mời cả nhà sang chung gia đình Hiền nha. Mmm. That's good. Good. I approve. Anh nói ngon. Diệt rồi, anh nói diệt rồi. Món này làm thì nó có hơi lít kích tí, nhưng mà ăn cá mà ăn kiểu này ngon mọi người. Con cười cái gì? Ờ, em muốn xin chào mọi người. Thôi, hồi nãy giờ không kêu người ta xin chào gì hết, mẹ này kỳ cục. Clap hands. Chúng ta. The brand clap hands. Vừa ăn mà ngon. Nó đậm vị của gừng, hành, xì dầu, ngon quá cả nhà ơi, cay cay. That fish really fresh, cá cực kỳ tươi luôn, rất là ngon. Nếu mà cả nhà chưa ăn món này, hôm nào hãy làm ăn thử. So what's in here? Eggplant. Eggplant. Bitter leaf. Turpan. With okra. That fish is yum. Ngon. And coconut? Yeah. Coconut. Coconut milk. Yeah. Yum. Món xào đó anh cũng thấy ngon. Ngay hình vứt tô cơm bự luôn. Ăn cá nữa không? Rồi ăn nữa ha. So the isolation in Australia, but there's no news about it stopped yet, isn't it? No. 6 months, I reckon. Minimum. Minimum. Oh, in Vietnam, it's only 2 weeks or something. I don't know if they're gonna release that rule soon. Thì mới hỏi chậm thêm. How's the virus going in Vietnam? I haven't heard any news. It seems like it's getting under control or something. Yeah. Is everyone behaving themselves like in Australia? Must be. Not going out for street food and not, not getting on the beer. Thì mới nói là it must be hard for the Vietnamese. So they do love a beer and a bit of street food. Ăn cá nữa ha. Ok. Thì mới hỏi chồng hàng cái lệnh. That's a lifestyle there. Cái lệnh mà cách ly xã hội mọi người. Ở Úc thì nghe là ít nhất 6 tháng nữa. Bà hả, có thể là còn hơn 6 tháng nữa. Nếu mà sau 6 tháng mà chưa có vaccine nữa, Hiền đọc trên báo thấy nói là nếu mà chưa có vaccine hoặc là thuốc điều trị, có thể là sẽ phải cách ly xã hội lâu cho tới khi nào có thuốc luôn mọi người. Nó ngon. Món cá này làm ăn thử đi, Hiền hứa luôn nó ngon. Thôi em Út cũng ăn rồi, em Út vỗ tay giỏi quá. Chồng Hiền mới nói là ở Việt Nam mọi người có cách ly đúng theo quy định không? Thì nói là nghe mọi người nói là ở nhà rồi hết trơn mà. Mẹ Hiền nói đi ra ngoài cũng không có chỗ để mua đồ ăn. Mầm xếp đó. Ý mà nếp gì có nên gọi ăn bài phước. Yeah, I'm really sad with it anymore. Oh, yep. In bath time. That's good. Watch out for the bone. I saw that big bone. Bloody bone. Yeah, look at that sucker. So do you like snapper this way, Bob? Oh, I love snapper anyway, really. But I mean specifically this way. Yeah, this is fantastic.
Chồng hiền khen là rất ngon á mọi người. Fantastic mà cực kỳ ngon á. Mọi người tin đi, rất là ngon. Hong Kong steamed fish. They know how to cook a good fish, the Chinese. They seal the fish, so they steam the fish first and seal the fish with oil. That way the fish is not soggy, you know. Yeah. Cưng quá mọi người ơi, cưng à. Thương mẹ. Chưa. À, con xin chào phải không? Chứ đâu phải tạm biệt. Cái nước sốt á, chan với cơm ăn bá cháy, bởi vì bữa nay thì ăn tô bự luôn. Con cá này thì mua chắc cỡ 800 gram một con. Giỏi quá, trời ơi nó bay. Cá còn sống nó nhảy với cả nhà. That fish was quite reasonable too. Reasonably priced. Yeah. 10 bucks a kilo? 7 đô một ký. Fresh. Fresh. Is it as fresh as yet? That, yeah. You can see, feel how the meat is so tender. Beautiful, isn't it? Yeah, it doesn't get any better than that. No, we're lucky that we got a really good fish shop, bub. Cái con cá này nó cực kỳ tươi á mọi người. Không thể nào tươi hơn được nữa. Má. We'll finish that fish tonight. Load wise. Nó là quất hết con cá này. Cá cũng 800 gram á. You alright, buddy? You alright? This could become a regular dinner. And it's quite easy to make too. Well, the fish takes a bit of work, but it's worth it. Trời ơi, cứ đưa tô hoài cả nhà. Rồi chừng nào mới tới vợ ăn đây, hả? Thì ăn hết cơm rồi nè cả nhà ơi. Trời ơi, em vỗ tay, cảm thấy mẹ ăn hết cơm vỗ tay kìa. Thôi, tối nay gia đình của Hiền sẽ xin kết thúc cái phim này ở đây và hẹn gặp lại cả nhà phim sau ngày mai. Nếu như mọi người yêu quý gia đình của Hiền thì đừng quên like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nha. Xin chào mọi người và chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.